Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm... Rồi, hello anh em, mình quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay quay trở lại đi rừng nha. Mấy hôm nay đi top nhiều quá rồi nên là phải quay trở lại đi rừng thôi. Rồi, đấy, anh em coi kênh của tôi thì nhớ bỏ ra một ít thời gian sub kênh cho tôi nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Đấy, nói chung là trận này thì tem tô nhà từ thằng đi đắc kìa. Rồi, ui ôi, nó lôi cả cái bê qua, nhưng mà hôm sau tôi ăn xong con bùa rồi. Đấy, bây giờ farm thôi. Trận này thì hai tem nhỏ không nè, tem bạn biết được một không rồi nhá. Nói chung một không thì tôi không sợ đâu, nhưng mà tôi chỉ sợ con tôi chỉ ngáng đi đắc thôi. Cái chiêu đẩy của nó khó chịu lắm người ơi. Rồi, đấy, còn bây giờ thì vấn đề là cứ farm thôi. Cái này thì tem tôi big Sunny đi top. Đó, nói chung cầm Sunny top thì cũng hơi thất thế xíu thôi. Nhưng mà được cái thì cuối game ngon mọi người, cuối game có Sunny bay bảo kê dễ lực kèo lắm người ơi. Ok, bây giờ thì ăn con bùa đỏ này rồi chạy qua đây thôi. À, ai tem ơi, bô combo tôi này. Rồi, mày mà nhảy bô là mày chết đấy. Này, ok, một đấu kia biết đây. Rồi, giết nó đi. Hay quá, mày này thì ẩu này đám hay vô cướp rừng ngáo thật sự chứ. Rồi, bây giờ thì ăn con quái này và tôi sẽ di chuyển vào cái bụi kia nhé mọi người. Đây hẳn hai cái tay ăn này. Sợ thấy sai mình rồi đấy, thấy sai rồi nên mình phải thôi kệ đi, cứ nấp đi. Bây giờ đợi AD với SB farm lính thì khả năng mình sẽ đi lên bụi trên và mình sẽ tanh trụ giết nó nhé mọi người. Rồi, ăn lẹ nó đi ơi, ăn lẹ đi anh. Ok, xong rồi thì tôi sẽ di chuyển đây nhá. Đây, khả năng pha này tôi sẽ ulti này. Rồi, bắn nó thôi, AT đâu rồi. Rồi, che này, bộ này, chém này, nước mồm này thôi, ăn đi không lao trụ đâu. Rồi, úi dồi, hết lính à. Trời ơi, hết lính rồi, nhưng mình đi đường này làm trụ bắn hai phát, mất khúc máu luôn. Xong rồi, top ở trên bị rừng nó canh, cái cũng chết luôn rồi. Bây giờ thì ăn xong rồng mình sẽ qua, mình ăn bùa nó nhá mọi người. Nói chung là có gì farm đó thôi. Đấy. Đấy, giờ khả năng thì cũng hên xui. Nếu mà nó biết thì nó qua, nó đổi rừng với mình thì coi như là về vốn. Còn nó không biết thì thôi, thì mình lời được con blue. Đó, nhưng mà khả năng nó ăn con tà hà nói là tôi sẽ di chuyển qua nhé mọi người. Đấy, nhìn qua này, giờ tầm này chắc là chưa mất được đâu. Rồi, từ từ nhé, bình tĩnh nha. Tinh, đây con đi lắc này, chém này, né này, chém này, vứt này. Ui rồi cấu cái nửa cây máu rồi. Rồi, đấy, tôi chém nhẹ rồi, tôi ăn bùa thích nha mọi người. Nói chung là câu trộm được con blue của thằng Jill thì cũng khá là ngon. Đấy, nói chung là anh em đi rừng thì chú ý đi farm và làm sao để tìm cách di chuyển cho hợp lý, với cả sao để rừng nó thọt hơn mình là được rồi. Đấy, chứ trận này tôi thấy cảm thấy Jill nó khá là săn đấy nha. Có khi trận này lại có mùi đấy, cả này con Jill nó xanh lắm ấy. Tầm này thì nói chung là tem mình có 2 SP nên là cũng không sợ sốc lắm đâu. Đấy, nói chung là quan trọng là của em rồi. Ui rồi, xong rồi top lại bắt rồi. Chạy được không? Rồi, qua đây bắt con. Ui ơi, trời xui thế. Thằng ui rồi, nhìn nó hồi máu kìa. Đâu xanh hồi máu nhanh thế không biết, thôi bỏ cho mọi người. Rồi, chém nhẹ thôi, lui nha. Lui nhà rồi. Ôi thôi, xong phải để tôi chết rồi. Ăn được không? Hay quá tem ơi. Rồi, lui đi. Ui thôi, xong rồi chết bê rồi, phải chết bê rồi, không chạy rồi. Ôi, bỏ đi bỏ đi, được rồi, con này phải được rồi. Đấy, nói chung là trận này có vẻ con Jill nó khá xanh nha mọi người, nên là không sao, nói chung là cứ ôm farm đánh thôi. Đấy, ôm farm đánh thôi. Giờ thì cứ sao mà để di chuyển sao cho bắt được mấy mục tiêu được rồi. Nhiệm vụ rừng của mình chủ yếu là lấy sai rồi ăn mục tiêu và bắt mục tiêu thôi, vậy thôi, nói chung là vậy được rồi. Còn việc còn lại thì anh em mình cứ làm sao để tối ưu lượng vàng nhiều nhất là được. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển qua đường boss nha. Nấp bụi thôi, chơi chiến thuật nấp lùm. Ai ôi, nó chưa thấy mình rồi. Xong, giết này. Rồi, bổ này, chém này. Ui, không đủ đam à, con Jill kia. Trời ơi, nó truyền thuyết luôn rồi, vãi trưởng thật. Trời ơi, trận này con Jill săn mệt lắm ấy nha. Con Jill xanh này đánh hơi khó đấy. Rồi, bây giờ thì để chết rồi thì tôi sẽ farm đội lính cho di chuyển về con blue nhá. Thôi, ui, đầu xanh nó không chú ý map luôn. Trời ơi, họ sinh đi farm lòng vòng, cái tem combat lại chết nữa rồi. Ui, hên thế. Trời ơi, Chanel còn tim máu, má ơi, còn gì nó 80 rồi, nó xanh quá mọi người. Nãy tôi, ui, trận này, nói chung là hên xui lắm. Nè, cứ cố gắng di chuyển sao thôi, tầm này tôi 1-4 rồi, phế quá rồi.
con diều nó xanh quá mọi người, nó sốc đam nhanh quá, tôi không có kịp làm gì hết luôn á. Này từ từ nha. Đấy, bây giờ nó dính có một miếng chưa mở của con diều thôi mà AD bị mất cả khúc máu luôn. Từ từ nha. Ê, hay kìa, sát đao được con diều rồi. Sát đao nó. Ui, vẫn ăn được AD à. Trời ơi, ui, giết hai người luôn. Trời ơi, hên quá. Hên có cái trụ bắn. Rồi, cover cho mid về nha mọi người, chứ tôi không bay vào được đâu. Sao á. Ui, mọi người thấy con diều nó bá đạo chưa? Xanh quá, nó 11 rồi. Rồi, nhưng không sao, tôi cố gắng tôi farm rồi tôi lấy lại lợi thế cho em thôi. Bây giờ thì phế rồi, anh em đừng có ham đánh nhau nhiều nhá. Tập này thì cứ farm bắt lẻ thôi, xem bạn ẩu với đánh thôi chứ đánh thẳng mặt là thua, auto thua đấy. Đấy, bây giờ thì canh mục tiêu ăn thôi, khả năng tên bạn đã ăn con tà thần rồi nên là tôi sẽ qua tôi ăn con rồng nhé mọi người, lượm luôn con rồng. Đấy, hy vọng tên bạn không ra kịp. Rồi, top vào đây phụ tôi này. Đấy, tập này tôi phải nâng cái đao mọi người. Đó, đi top mà gặp Chanel đi top. Ui từ nhá. Rồi chém này. Ui giời ơi, nó chém chết không rồi. À chém chết Chanel rồi, nhưng mà giờ tôi sẽ đạo cho Chanel nhá. Rồi, bố này. Ui chậm rồi. Ừ hay quá anh ơi. Rồi, bây giờ vô đánh thôi mày, tao có cái đao mày hồi máu vào mắt nhá. Đấy, trận này cầm Chanel đi top thì là tôi phải thọt thế hơn là tôi phải nâng cái đao rồi. Chứ không nâng đao là không chơi được. Ấy chứ giờ chẳng mấy ai để Chanel đi top. Thôi hay kìa. Ui cái bụi này. Đấu xanh nó con hai tay nó hên vậy. Nhìn lúc game ảo nhá, nó đang bắn mình mà trong bụi mà không lộ sai luôn, tức vãi. Thôi, pha này tôi di chuyển về cho mọi người, em nó đẩy lên cao á. Đấy. Giờ tầm này tôi đang đau rồi, tôi cũng không sợ con. Ui, sao mà chỉ vào con đó ảo vậy. Rồi, chém cái này. Chém đi, mẹ mày hồi máu một mắt, tao có đau rồi, từ nhá lui nhẹ nha, từ đợi em ra đã. Rồi. Bắt nó này. Rồi, bắt nó này. Rồi ok, ngon rồi, giết nó đi, hay quá anh ơi. Đấy, đầu game này tao chưa có đao này, mày còn ảo tưởng thôi. Bây giờ có đao thì chả sợ con ta ra hồi máu đâu. Nói chung là gặp biết cái này thì cũng hơi bị thọt thôi. Nói chung là không sao, nhưng mình nâng đao cũng được. Nâng đao thì mình yếu đao một xíu thôi. Còn việc còn lại thì nói chung là cứ đợi tem sao đi chuyển hợp lý thôi. Ui, bắt được thằng Hayate nhưng mà AD bị đổi mạng mất tiêu rồi. Rồi, Blue thì con Zero mất tiêu rồi. Trời ơi, trận này Zero săn quá, mình không bắt được con Blue nào. Đấy, giờ bọc đầu con Zill nhé mọi người. Con Zill có đi qua đây không ta? Sợ mà không, chắc khả năng nó sẽ đi qua bộ đỏ farm ấy. Thôi tôi về nó farm lính ngon hơn mọi người. Đấy. Ây chà, từ từ nhá. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ok, rồi. Bây giờ thì đây con Zill này mọi người. Qua đây úp sọt đó. Đây, ui nó chạy nhanh thế. Rồi, chạy rồi thì bỏ thôi. Nói chung là tầm này thì team tôi đang vẫn ôm lết được nha. Nói chung là KDA không quan trọng, anh em ôm lết lên sao thì KDA bao nhiêu nó vẫn thế thôi. Rồi, bây giờ lui nhá, hết mana rồi ông ơi. Lui hết mana rồi, đi về hồi mana cái. Đấy. Trận này tên mình có cá hi nên là cũng đép cũng khá là ổn. Đép cũng ổn lắm nên là không sợ lắm đâu. Bây giờ thì cứ cố gắng bắt lẻ mục tiêu thôi được rồi. Đây, ngộ không này, ulti. Này, chém này, ulti. Rồi, bố, ui, mày tốc biến nhanh thế, thằng quỷ này. Mày vô mà đập nhanh, mày tốc biến cũng nhanh. Rồi, nó cũng không nó vô nè. Đập này, hôi chạy mọi người ơi, đau quá. Chém nó thì chết nữa. Đấy, mà tầm này mà tôi chết là hơi toang cái tem đấy. Rồi, hãy kìa, chết được con Zill không? Ui, vẫn không chết được con Zill hả? Buồn thế. Trời ơi, còn chấm máu kìa, xui vãi nổi ra. Ui, thủ trụ mấy ông ơi, thủ trụ đi, đừng để mất ba đường nhé, mất ba đường khó chơi lắm đấy, ba đường tỷ thua cao đấy. Ai da, đau. Rồi, bây giờ chém lui thôi mọi người ơi. Nói chung là cứ ôm farm thôi. Đây, từ nhá, đánh từ nhá. Đi chuyển cẩn thận không không ấy nha. Không bây giờ. Ui AD ơi, ui, không đập chết AD rồi. Vãi nổi, đập tàu thế. Ai, tém ẩu ấy, tém ẩu từ từ tôi công ty rồi. Rồi, bắt thằng ấy nha mọi người. Rồi, chém này, mày chết đi. Rồi, mày hồi máu thủ gì. Rồi, chém này. Ui, trời ơi. Tưởng xét bị con đi đắc để cầu chết chứ còn chấm máu. Rồi, bây giờ tôi về hồi máu cho người không? Sợ con gì nó làm đâu. Ném một phát là tôi chết luôn đấy. Ây da, tên bạn có một pha ảo, tem tôi đang có lợi thế hệ lần nhá. Khả năng trận này lật kèo được, mấy ông tin tôi, lật kèo được. con thiếu săn có người ơi, nên là trận này lật kèo được cũng là hên xui thôi. Chung là trận này thua thắng tôi vẫn đăng nhá. Rồi, bắt con diêu này. Chạy nhanh thế mày. Nhanh thế. Trời ơi, tôi không dí được luôn đâu. Rồi, bây giờ thì cũng cần về lết thôi. Tôi cũng có đồ rồi, tầm này thì thằng AD mà ngáo à. Tôi bay ra, tôi múc nó trước đầu tiên đấy. Nói chung là anh tôi ông cẩn thận ngộ không ấy nhá, đánh người đằng không ấy, nó gõ cho ba cái công tử đấy. Rồi, bây giờ thì farm lính rồi, trận đội tranh thủ ăn con rồng thôi. Đó,
đó, trong tủ đang con rồng đó nhưng mà sợ người ơi, không dám đánh lưới nào, còn nó không trong mũi nha, nó không ấy. Ông di chuyển đàng hoàng này, đây kia nó cô rồi, đây 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 quánh này rồi, xong còn không ẩu nhá, rồi 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 tên bạn muốn thua rồi. Không ơi là có không, bay vô đập mình sai lầm rồi. Đập AD còn sốc rồi chứ đập đập mình không là sốc lam được mình đâu nhé mọi người. Thế rồi mình không, nó không là sốc ba vậy chết được mình đâu. Thôi đây là mà nó hết chiêu hoặc là tem mô tem tôi úp sọt là giết. Đây đây đây, đây ẩu này. Chém nó. Ui bắn tiêu rồi. Tớ nha. Đây 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 đây, qua đây qua đây qua đây, chém AD này. Rồi chém vào siêu này. Chém đi. Đấy, bây giờ thì khả năng tôi sẽ nấp đây đợi con đi đắc nha. Đi đắc nó sẽ điền này không? Ui đi đắc điền trên rồi nhưng mà không sao, tem tôi ăn được hết rồi. Đấy. Rồi lật kèo, chính thức từ đây là lật kèo. Trời ơi, rồi ok, tên tôi phần này chắc chắn là lật kèo rồi. Đấy, chưa phải chưa lật kèo nhưng mà lợi thế là đang nghiêng về với tên tôi. Tầm này tên nó có xuyên con tà hần nên là tên tôi nó có sạch thì con tà hần sẽ là về của tên mình. Rồi ông nào ông về, ông đam thủ cái nhà kìa, cái nhà lính cao kìa mấy ông ơi. Ui rồi AD ơi, hay là từ mà không đập hết đấy. Ui em bé ơi, đấu xanh đăng. Ôi đéo ơi, mà bọn lại con tà hần mọi người ơi. Trời ơi, sao đéo không đập hết rồi, rồi xong đập chết hết bốn đứa luôn, vãi rồi thật. Trời ơi, qua là kill luôn. Đấu xanh. Thôi đi về mọi người, đi về lính cao quá, sợ không nó đi xuống nó đập vậy. Trời ơi, mấy ông làm gì vậy? Đang win mà. Trời ơi. À đây bắt lẻ rồi, tự nhiên ông SB ông chui đầu vô, tem đâu có hại gần nó đâu. Trời ơi. Cô sẽ được mà thua, tin tôi. Anh cứ tin em để em gánh cho. Đang lật kèo được mà tự nhiên lại ẩu ẩu cái ngộ không có chứ, bốn đứa luôn. Ui cái này tôi hỗ trợ nhiều quá mấy ông ơi, cái này tôi hỗ trợ tận 13 mạng lận. Ăn có 4 kill mà hỗ trợ tận 13 kill lận. Rồi nhưng không sao, nhưng mà giờ cứ canh canh tem bạn ẩu thôi là múc nó nè. Chúc là tem bạn cứ đi lẻ lẻ này là tí nữa tôi có thời cờ tôi bay cho tôi múc đấy. Tầm này thì chưa thua được đâu. Bình tĩnh bình tĩnh, mình có Kahi mà. Đây, tem nó vô đánh trụ này. Rồi, vô chém AD này, đấy AD mất cửa máu rồi nhưng mà tôi đi về đấy hết máu rồi đau quá. Bật đi lên để miễn không chế đi cho nhanh, mất công bay vô ẩu ẩu ấy. Rồi, mất 3 đường rồi. Tỷ lệ thua của tem tôi nó cao quá rồi. Nhưng sao lật kèo lật kèo. Đây 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 AD này, AD này. Rồi, rồi. Lật kèo nhá. Nè, tem này lên đây này. Rồi xong pha này. Ui. Xui vậy nhưng mà thôi ăn cũng không mọi người. Nếu mà không chém lại chém chết liền hết rồi. Ui, thế mà AD nó không chết kìa. AD mất nhá. Giác tinh thần thôi. Ôi pha này thì tem nó chết rồi, tem tôi sẽ qua ăn con tà hần nhé mọi người. Để xem coi. Rồi. Đấy, mấy ông chưa. Nói chung là 30 chứ phải là Tết mà. Đã hết tem mặt trận ở ẩu ấy thôi là coi như là đi đâu trận đấu rồi. Pha này con tà hần chắc chắn là của tem tôi rồi. Lật kèo nhá, đây bọn chính thức thời gian đây là mới ở lật kèo này. Trời ơi mấy ông đồng đội tôi làm tôi sợ mấy pha luôn. Đấy, đang ăn mà tự nhiên làm đấy. Mà thôi không sao, nói chung là pha combat này tem tôi lại lấy lại được thế thôi. Rồi bây giờ thì phải tranh thủ có con tà thần này thì làm gì phải làm thôi. Giờ đợi tem hồi sinh nha, thả tà thần nhé mọi người. Nó có tà thần rồi thì bây giờ là thời gian để mình chiến thắng này còn gì nữa. Trời ơi lật kèo mắn nhãn nha. Ok anh em xem clip thì hay thì nhớ coi, nhớ like và subscribe kênh cho tôi nhá. Còn mà hồi điện tử đã mất công cái sớm cái tí thua ngược cái không biết là gì luôn đấy. Rồi bây giờ thì thả tà thần rồi đi thẳng một len thôi. Đấy, nói chung là giờ cứ cho Sanel đẩy. Ui, vô cô vợ. Ê, thằng Ngộ Không ẩu này. Rồi xong, bye bye. Bảo rồi, Ngộ Không nó vô combo tôi là sai rồi. Pha này xong rồi, tem mình thắng rồi. Tem bạn chết hết ba nữa, hai đứa chủ hay là chơi gì nữa. Rồi, ok, bây giờ thì win thôi còn gì nữa. Nói chung là Ngộ Không pha đó là tại nó mà cả tem thua đấy. Rồi, bây giờ thì đến thôi, tem bạn chết hai này không có cửa mà đép được hết á. Con tà hần thì vẫn còn đầy máu đây này. Ok, hẹn em clip sau nhé. Nếu thấy hay thì nhớ like và ủng hộ kênh cho tôi nha. Rồi, bye bye anh em. Chào anh em.